4 giờ sáng, khi bình minh chưa lên khỏi đảo Yến, Vũng Chùa, đã có nhiều dòng người xếp hàng để được vào viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có những người đã vượt hàng trăm cây số đi suốt đêm để đến được đây. Năm nay là cũng năm đầu tiên chúng ta không nhìn thấy, thì chắc là những cái cảm xúc nó rất là dâng trào. Cái hình ảnh của Đại tướng cũng không thể nào mà phai mờ trong cái tâm trí của những lớp cháu con sau này của dân tộc Việt Nam. Trong cái sự kiện chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì vắng Đại tướng, thì tôi cũng đấy là một cái sự trong lòng tôi cũng thấy có một cái sự nuối tiếc. Dịp nghỉ lễ năm nay, khu mộ Đại tướng đã đón tiếp lượng khách viếng thăm kỷ lục khoảng 80.000 lượt người. Trong đó, riêng ngày 2 tháng 5 đã có tới trên 34.000 lượt. Đây là số lượng khách viếng Đại tướng cao nhất trong một ngày từ khi Đại tướng về an nghỉ ở Vũng Chùa. Trong số đó, có rất nhiều người chỉ biết đến chiến thắng Điện Biên Phủ qua sách vở và lời kể của thế hệ cha ông. Có mặt tại Vũng Chùa thời điểm này đã giúp họ dường như hiểu rõ và trân trọng hơn lịch sử của dân tộc. Bình thường thì chúng tôi cũng chỉ được xem qua phim ảnh. Nhưng hôm nay được đến đây, đến tận nơi Đại tướng yên nghỉ thì chúng tôi cũng thấy là rất là tự hào vì đất nước chúng ta cũng có những con người anh hùng như vậy. Đặc biệt, với những người lính Điện Biên năm xưa, ước mong được gặp Đại tướng lúc sinh thời đã không thành. Nên trước khi hành hương về thăm chiến trường xưa, họ đã cùng đến đây. Hành trang về với Mường Phăng tràn đầy tự hào, nhưng cũng mang theo nỗi nhớ, niềm thương với người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi vào thắp hương cho Đại tướng như một người cha và nghĩ rằng đồng chí vẫn sống bên cạnh chúng tôi và chúng tôi nguyện sống xứng đáng với tấm gương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ở đây thì là chúng tôi là làm nhiệm vụ 24/24 giờ, nên có những lúc là các đoàn khách ở xa đến là người ta đến vào nửa đêm. Mặc dù là cái quy định ở đây thì là các cái đoàn khách đến viếng là thường để sang ngày hôm sau, nhưng mà với cái tình cảm của người dân như thế là chúng tôi là cũng phải là tạo điều kiện để cho là người dân đến viếng mộ Đại tướng là khỏi phải chờ lâu. Dù nắng, dù mưa, dù đường xa xôi vất vả, nhưng những người con đất Việt trên khắp mọi miền quê tổ quốc đã về đây dâng hương lên mộ Đại tướng. Và có một điều chắc chắn rằng dòng người đến viếng Đại tướng sẽ không bao giờ dừng lại. Bởi thời gian không thể xóa nhòa tình cảm trân trọng, kính yêu mà người dân dành cho vị Đại tướng của nhân dân.